Thưa quý vị và các bạn, trong cộng đồng người dân trên cả nước, bên cạnh những người có nhóm máu phổ biến thì theo thống kê của ngành chuyên môn, cứ khoảng 10.000 người thì có từ 4 đến 7 người thuộc nhóm máu hiếm mà ngành chuyên môn gọi là nhóm máu Rh âm tính. Những người thuộc nhóm máu hiếm có khả năng gặp rủi ro cao hơn những người có nhóm máu khác, và nếu cần được truyền máu do sự cố mất máu hoặc phẫu thuật cấp cứu thì phải được những người có cùng nhóm máu hỗ trợ tiếp máu, chứ không phải lúc nào cũng có sẵn nguồn máu dự phòng. Câu lạc bộ những người có nhóm máu hiếm tỉnh Tây Ninh được thành lập với mục đích cùng hỗ trợ cho nhau và cho người có cùng nhóm máu trên cả nước và hoặc là những người được sự quan tâm đặc biệt của ngành y. Trong chương trình hôm nay, xin giới thiệu cùng quý vị và các bạn phóng sự Câu lạc bộ những người có nhóm máu hiếm tỉnh Tây Ninh. Máu là món quà vô giá mà cuộc sống đã ban tặng cho mỗi chúng ta. Máu như là một dược phẩm quý do cơ thể con người sản sinh. Hiện nay trên thế giới chưa có máu nhân tạo hoặc thuốc để thay thế. Hàng ngày, hàng giờ, trên cả nước luôn gặp phải những hoàn cảnh rất khó khăn vì không có đủ máu kịp thời cung cấp cho những ca cấp cứu. Chỉ cần hiến một phần máu của mình, ta đã cứu được nhiều người. Và trước tiên là cứu được tính mạng của chính các người bệnh đang cần đến máu. Mỗi giọt máu là biểu hiện của sự sống và tiếp sức cho sự sống. Khi dòng máu chảy trong cơ thể một người chỉ là để duy trì sự sống, nhưng cũng dòng máu ấy chảy trong cơ thể nhiều người thì nó trở thành một làn sóng của yêu thương, là tinh thần đồng bào cao đẹp. Hiến máu cứu người cũng chính là cứu bản thân mình. Và chính vì thế, mỗi người chúng ta phải có trách nhiệm hiến máu với một cơ thể khỏe mạnh. Như thế, chúng ta mới có đủ nguồn máu tốt, an toàn, chất lượng cao, ít có nguy cơ lây nhiễm. Tuy nhiên, trong cộng đồng, bên cạnh những người có nhóm máu phổ biến, thì theo thống kê của ngành chuyên môn, cứ khoảng 10.000 người thì có từ 4 đến 7 người thuộc nhóm máu hiếm, mà ngành chuyên môn gọi là nhóm máu Rh âm tính, ký hiệu là Rh trừ. Đó là những người mang trong mình dòng máu không có kháng nguyên. Những người có nhóm máu này có khả năng gặp rủi ro cao hơn những người có nhóm máu khác. Những người thuộc nhóm máu hiếm, nếu cần được truyền máu do sự cố mất máu hoặc phẫu thuật cấp cứu, thì không phải lúc nào cũng có sẵn nguồn máu dự phòng. Một rủi ro nữa là trường hợp mẹ có nhóm máu hiếm Rh trừ, người cha có nhóm máu phổ biến Rh cộng, thì theo quy luật di truyền, có ít nhất 50% trẻ sinh ra có nhóm máu giống cha là Rh cộng. Quá trình mang thai rất dễ sảy thai, thai chết lưu, đẻ non, hoặc đứa trẻ sinh ra bị thiểu năng trí tuệ. Thì nói chung là khi phát hiện thì cũng không có gì là hoang mang, tại vì nó đã có sẵn trong người của mình rồi, thì mình cũng phải chấp nhận và lấy đó là một niềm vinh dự để có thể là sẵn sàng phục vụ cho những người có cùng nhóm máu với mình. Thì nói chung nhóm máu hiếm thì nó khác với những nhóm máu bình thường, nhưng mà để hiểu được thì cũng nhờ các bác sĩ đây tư vấn để tổ chức dự những cái buổi hội nghị ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ đó, thì em cũng hiểu thêm rất là nhiều điều và biết được những người có nhóm máu hiếm vậy thì rất là ít. Ban đầu thì không hiểu gì cả, nhưng sau này sinh hoạt với là câu lạc bộ thì mới hiểu được là mình là thành viên nhóm máu hiếm, là như là có thể là nhóm máu của mình nguy hiểm nhưng cũng có thể là cứu giúp được nhiều người. Câu lạc bộ nhóm máu hiếm tỉnh Tây Ninh được thành lập vào năm 2009. Đến nay câu lạc bộ có 35 thành viên, sinh sống, lao động, học tập và công tác ở hầu hết các địa phương trong tỉnh. Hiện câu lạc bộ sinh hoạt theo định kỳ mỗi quý một lần. Các thành viên trong câu lạc bộ thường xuyên giữ liên lạc và kịp thời có mặt để hỗ trợ nhau trong các trường hợp cần thiết. Câu lạc bộ do Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu Nhân đạo tỉnh Tây Ninh quản lý và được sự quản lý theo dõi của câu lạc bộ Người nhóm máu hiếm khu vực Đông Nam Bộ thuộc Trung tâm Truyền máu Huyết học Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh. Trong tháng 6 năm 2014 vừa qua, nhân ngày Thế giới tôn vinh người hiến máu, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tây Ninh đã tổ chức họp mặt giao lưu
giữa hai câu lạc bộ những người có nhóm máu hiếm Tây Ninh và Bà Rịa Vũng Tàu tại khu di tích văn hóa lịch sử Trung ương Cục miền Nam, nhằm mục đích gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt mối quan hệ giữa những người thuộc nhóm máu hiếm của hai địa phương. Từ đó có thể hỗ trợ, giúp đỡ nhau đối với các thành viên của hai câu lạc bộ và có điều kiện tìm hiểu thêm về những khó khăn của những người thuộc nhóm máu hiếm. Qua đó có biện pháp hữu hiệu nhất để ứng phó kịp thời khi cần thiết. Cũng nhân dịp năm mới 2015, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Tây Ninh cũng đã tổ chức buổi họp mặt giao lưu chúc mừng năm mới và tặng quà cho các thành viên câu lạc bộ những người có nhóm máu hiếm tỉnh Tây Ninh. Đến dự họp mặt, các thành viên câu lạc bộ đã giao lưu, trao đổi cùng nhau về những thuận lợi khó khăn trong cuộc sống, đồng thời đề xuất với Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu Nhân đạo tỉnh về những vấn đề trong việc tình nguyện hiến máu nhân đạo, thông báo lịch sinh hoạt định kỳ của câu lạc bộ và đề xuất hỗ trợ khó khăn trong cuộc sống của các thành viên trong câu lạc bộ. Thì cũng như bao nhiêu người khác, thì ai cũng có một cái dòng máu, nhưng mà mình nói chung là nó có đặc biệt hơn mọi người. Thì cũng nằm trong được cái câu lạc bộ những máu hiếm, thì với cái vai trò là nếu mà họ có cái nhu cầu, mọi người có nhu cầu cần đến thì mình cũng hỗ trợ giúp đỡ mọi khả năng của mình. Ví dụ như đối với những người khác thì nhóm máu nó bình thường thì ít được mọi người quan tâm hơn, còn nhóm máu hiếm thì số lượng nó ít thì được chính quyền địa phương cũng như là tỉnh hội quan tâm đến. Còn về khó khăn là ví dụ tụi em phải cố gắng là tự bảo vệ mình để không có xảy ra những vấn đề đáng tiếc. Tuy nhiên nếu có thì tụi em sẽ liên lạc với câu lạc bộ của mình để có thể hỗ trợ bất cứ lúc nào. Biết là chị mới sinh em bé thì bằng công tác được mấy tháng rồi? Dạ được 2 tháng. Dạ thì em bé mình có biết được là nhóm máu nào không? Dạ chưa xét nghiệm. Dạ, em dự định là khi em bé được 6 tháng là đi xét nghiệm máu để biết em bé thuộc nhóm máu nào để tính hướng điều trị xử lý. Dạ. Em sinh ở bệnh viện Tây Ninh nhưng không được, chuyển đi bệnh viện Từ Dũ. Để khi đó là bảo là không chích ngừa được thuốc anti-D, có thể là gây tán huyết cho em bé. Nhưng cũng may là trong cái ca sinh nở là em không có vấn đề gì cả. Tết thì mình cũng họp mặt nhau, xuất phát từ cái chỗ mà mình hiểu được cái ý nghĩa và cái tầm quan trọng của cái người nó máu hiếm, đặc biệt là nữ. Khi mà sinh nở nó rất là khó khăn, chúng ta không có hiểu hết, cho nên là muốn họp mặt để chúng ta là có cái duy trì, để có tạo cho có một cái niềm vui, cái điều kiện để chúng ta có cái dịp gặp nhau trao đổi. Tại buổi họp mặt, các đồng chí lãnh đạo Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu Nhân đạo tỉnh đã giải thích những thắc mắc mà các thành viên đã nêu ra, những khó khăn cụ thể còn hạn chế trong giai đoạn hiện nay, đưa ra những biện pháp khắc phục trong thời gian tới, cố gắng thực hiện thật tốt những vấn đề nhằm duy trì và phát triển thêm thành viên trong câu lạc bộ. Bên cạnh đó, lãnh đạo Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh cũng đã chúc Tết và tặng quà cho các thành viên trong câu lạc bộ nhân dịp cả nước mừng xuân mới 2015. Chuyên mục Dòng tay nhân ái của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh đến đây là hết. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi thư từ liên lạc xin gửi về Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh số 322, đường 30 tháng 4, khu phố 1, phường 3, thành phố Tây Ninh. Điện thoại số 066-3820-248 hoặc Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Tây Ninh số 040, đường Lê Lợi, phường 2, thành phố Tây Ninh. Điện thoại số 066-3822-350. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.